rồi rồi má chuỗi lộn được rồi cả nhà nha. Hôm nay nhóm được 7 món gà nha cả nhà. Ồ, lẩu gà lá é nha. Nói chung món này là dành trên Tuấn Nguyễn đến Tuấn Nguyễn giải bệnh nha. Rồi được rồi, được rồi. Ta đưa cái tô này nó chế nước lèo ra cho tập sở. Rồi ra mở lên đi má. Chưa, chưa đâu mình ra vô mở gì. Chán ngay không ngừng ghê á. Anh Tuấn Nguyễn anh bệnh muốn anh đơ luôn cả nhà ơi. Rồi rồi là ra bực rồi nha cả nhà, bắt đầu anh nhóm dùng nha. Đó, hôm nay có bánh bông lan xuất hiện nha cả nhà, bánh bông lan anh Dậu, chị Sơn, chị Sơn, Giới Dũng, Tấn Nguyễn với anh Ngành Đình với Vivi. Đó, hôm nay Vivi là nhân vật chính trong cái nồi lẩu gà này. Vậy còn gì thì Vivi là chính hơn. Rau để dưới này bỏ vô đi, còn này để mình để nước mắm được. Đúng rồi. Mày cứ để cái rau lên. Tao chỉ cho làm. Chi vậy đây, khỏi bay để đây rồi để mà bỏ vô luôn. Tao cái đó là é nè, nè nè, bỏ bún vô nè. Anh nghe chị. Rồi chị Dũng đang bỏ bún ra nha cả nhà. Không. Ê, lấy nước mắm hôm bữa rồi Sương. Ở đây có rồi. Cái bánh nào không? Bánh bự ngon á. Có gia đình thì chú Cao mua hùng nho hả? Chú đưa cho em á, tặng cho em á. Ủa cái này là ăn với đàn người ta không á? Ờ, ăn muối vô chanh. Đó, giờ bắt đầu chế dùng chủ tịch đang lật dao nha cả nhà, lật dao để bỏ vô cái nồi lá é. Chủ tịch. Đó, nghe nói chủ tịch bệnh là có người mua lẩu gà lá é cho chủ tịch ăn liền. Chủ tịch dễ cảm là chính, chế dùng dễ cảm là mà vì nè. Ủa mà bữa giờ anh Cứ Nguyện bị hôi, anh Cứ Nguyện có đi khám không? Hay là uống thuốc? Uống thuốc rồi anh. Dân làm con ly cà phê đá nãy giờ anh chưa uống gì luôn á. À, này để anh đây đi, mấy cái chén này để anh đây đi, quan trọng còn rau để anh đây nè. Chàng quá đi chữ. Cái gì chứ dọn Pokemon gì đó. Cái trò chơi chưa mới bắt Pokemon đó. À. Bây giờ sao? Giờ nghỉ ha, nghỉ hết rồi bắt. Được, nó chơi trò đó cũng ghê lắm nha, còn nó dí cầm lum. Nước đổ vô. Ờ cái mùi cái lá này là lá này lá gì ta? Lá é nó không ghê luôn á cả nhà. Để nguyên cây ăn cũng ngon mà tính cái cây cũng ăn được luôn. Trời có ơi, vị thuốc lắm á. Tính ngắt cả sao ăn. Có lát cho chứ Dũng khỏi lật cho chứ Dũng. Cái nào lá é đâu? Cấm lá é đó. Ờ sao nhìn giống lá quế quá cả nhà. Xích vô đây nè bà Định. Má này ăn rồi bóc háng hoài. Đưa ba Định cây. Lá này mắc lắm á. Mắc là mắc. Bữa mua 300 gram rồi. Chắc cũng ngon. Mấy chục ngàn. Cái Đà Lạt thì bán nó bỏ một đống nhặn cho mua ra Đà Lạt mua đó. Còn không, nhóm tôi chứ không phải nhóm trong chỗ làm. Ừ, cái đang nói Sài Gòn ra Đà Lạt còn phải nói Đà Lạt thì nó rẻ rồi. Này nổi tiếng Phú Yên rồi. Lá é lẩu gà lá é. Bỏ đầy đủ nhân vật báo quan nha cả nhà. Lần đầu tiên anh đó cho đây anh lần đầu tiên là sẽ có lần thứ hai thứ ba đó. Này là anh Hữu Thịnh tài trợ nha cả nhà, anh Hữu Thịnh tài trợ cái nồi lẩu này nha cho cả nhóm ăn buổi chiều vui vẻ. Chứ anh mời cả nhóm ăn trái cây nữa, trái cây lên trên trên đền cây đang ship lên đang ship qua phải không?
Ui sưng hết mấy cái chén nhỏ rồi sưng. Trời ơi cái cọng nó quá trời luôn, bà kêu để cọng ăn. Không có lạc, nó không có lạc đâu. Có tô hết rồi. Ăn tô đi má ơi, ăn chén xíu rồi bùm bùm vô mệt lắm. Để đây nè chứ Dũng. Cho đi, cho đi giặt cha. Có để gì cho nó nặng. Thôi, dặn này rồi giờ. Bánh mì gì nữa anh? Chưa biết để em coi đi. Em coi em test thử cái chất lượng đi. Tại nãy có bánh mì em cho mọi người test luôn, nhưng mà giờ có này ăn rồi đâu test được. Bán đủ thứ gì toàn tiền đâu cho hết toàn. Ôi bán bà kiếm thêm bán món gì nữa mà nói luôn cái ngủ chơi sáng vậy. Ngủ nổi cái ngủ dậy mà ra còn ra trễ hơn ta nữa. Trời ơi cái 10 rưỡi nó chạy qua đây là coi như 11 giờ rồi. Tại sao tôi ghi cái bên tệ quá cái hàng tôi về có cái thôi bớt đi chứ. Chế đẻ ở Sài Gòn hay đẻ dưới sóc miền Tây hay đẻ dưới Củ Chi? Củ Chi là sao? Khô bơm á. Gì của bơm của chính má. Lần này nó đi Củ Chi xa. Gì? Quảng Ninh đó. Hàng Dũng là Củ Chi rồi. Ăn đi BB. Ủa này BB buồn nha, cả nhà BB không muốn ăn nổi luôn á cả nhà ơi. Ở đầu nó bụng với mẹ nè má, đang chắc tin nhắn sữa chua. Trời ơi dữ ha. Được mấy khi. Đây. Em có đáng chị ăn đi. Ờ ba em đâu qua với trời. Ở quên show chưa có mà. Cái gì vậy? Cái gì? Giờ chỉ còn thiếu đồ anh dậu thôi, đồ đầy đủ hết rồi. Dậu nè, qua dậu anh. Thèm ở mồng tơi. Không ăn anh dậu. Có mồng tơi không? Mồng tơi đi chợ mua đi má. Bà ăn sao bà nặng nhẹ với người ta quá vậy trời. Trời ơi không? Hả? Nè, nè, cái này cũng người ta cũng mua cho chị em mình ăn chung, chị em mình đá lành đùm đá rách bà hiểu không? Đó trong nhà bà nhau nha. Bà nặng nhẹ với tôi quá vậy hả? Tôi chưa đủ ra đấy chưa? Bà lé ăn mồng tơi. Ai bà biết? Không biết thì đừng có nói. Bà đờ lờ mờ mờ hả? Lên cho bà câu thấy giờ gớm gái ngồi chứ về bá lửa đúng hướng. Rồi xăng xăng gì mà thế bà về bà đẹp hết đi cái gì tủ lạnh gì đó má thằng trời ơi ngon ghê ngon ghê. Đó nói chung sau drama giờ mọi người cũng vui vẻ lại nha, nói chung ăn uống đúng không Vy? Đúng rồi. Nói chung cái gì qua rồi là mình cho qua đúng không? Không nhắc lại nữa, bây giờ ai mà có hỏi gì em cũng nhắc lại nữa, tối nay lên live. Dám thề không? Nhắc lại nữa mệt mỏi quá, là biến trả lời quá. Không, nói vậy hồi mới nói khác à, giống như hỏi ý xong rồi hỏi nói khác à. Ừ. Em không trả lời nữa đâu. Lấy gì cái cơ của anh. Cơ của anh đâu cơ, nãy con để đây rồi. Cái ly đây. Nãy nó rồi, mình tưởng dùng cái đất kia sơ lụm đây. Lấy anh cái cơ đi. Cảm ơn gì xin. Có cáo a ngô gia tử anh. Hồi tới luôn hả? Mình nói hoài sẽ là thừa thải thôi. Đó, BB lên tiếng nha, nói hoài thừa thải thôi. Chị yêu cho em xin miếng bún. Không, anh cứ chào anh, anh bấm lên bấm đồ là cáo a ngô gia tử là anh tới ngay đây là. Em chừng mở muỗng nó vô nóng đó nha. Hiện giờ đang múc bún được cho cả nhà ăn nha, cả nhà. Nóng rồi ạ. Thôi em phải chua rồi. Không, cái lại nó múc vua. Ăn này bông lan. Ăn này bánh bông lan. Mấy cái gì từ múc. Em không vô móc bún đi à, bánh mạng à. Móc bún đi cho anh Tuấn Nguyễn múc nước. Cái con gớt cái đũa nha, lấy cái đũa, lấy cái đũa, đũa kia gấp luôn đi cho dễ. Ừ. Để đũa ngoài đi rồi bắt đầu gấp đi. Móc bún đi cho anh Tuấn Nguyễn à. Hả? Thịt đâu? Thịt nè má. Thôi gấp mình miếng bún đi. Cái này cho anh Tuấn Nguyễn múc nước đi. Tuấn Nguyễn múc nước cho mình Tuấn Nguyễn. Để cái câu dưới nè. Tụi mày múc nước. Trời ơi, nó có nấu măng nữa nè. Có măng, có nấm nữa cả nhà. Ôi, ngon lắm nha cả nhà. Mùa mưa mà lạnh lạnh. Đó, cười cho được. Nước chấm cái này gì vậy sư? Ê, bỏ miếng này vô quậy quậy là mặn lên liền à. Nè, có to nè. Cảm ơn anh. Ê, cười cười em buông máy. Giờ mọi người cũng đang ăn nha cả nhà. Đó, nói chung lẩu gà lá é rất là ngon nha. Nói chung cảm ơn anh Hữu Hịnh mời mọi người ăn ăn hai nồi lẩu gà lá é nha, với trái cây của anh Kinh Đình đang đem qua nha, là hai khung nho với một ký cherry. Đó anh Hữu Hịnh mời cả nhóm nha cả nhà. Còn một cung nữa nè.
Ăn thấy sao anh Tuấn Nguyễn? Chào dễ không? Ngon, chào dễ không? Có ăn này mà ra mồ hôi coi như dễ dễ cảm lắm nha. Mau hết bệnh luôn. Cái này. Rồi, cảm ơn chị Dũng nha. Má nói bậy bạ đi công nát cho con đi vô tù má. Anh Dũng Nguyễn lo lắng thì chứ Dũng phát ngôn sai sót. Phát ngôn cậu thả. Cậu thả. Bên đây là chủ địch nha. Ừ, chủ địch đúng rồi, đây chủ kịch này chủ địch nè. Sao ông thấy cái chim gà ta? Gia đình ấy ăn con nào chưa? Chưa. Hai lửa đi anh bô xô quá rồi. Nè đó. Nó còn lớn nữa anh. Còn lớn mà anh. Như anh mở lớn có kéo lên quay ngược lại. Nó. Đó quay ngược lại. Đó rồi. Con nghĩ cắt luôn đi xôi rồi lát nào. Rồi cắt luôn đi anh. Rồi. Đó ngon lắm nha cả nhà. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Ai biết chồng mấy chữ gì tôi bị gì cũng bổ chú uống gì không cho bà chạy nước suối uống được cái đào quá coi có đào nè chú có đào nè có đào nè có đào nè dạ được tới luôn VV rồi chạy xét chửi lộn là 80 lần Bi Bi lấy cho bà ăn chứ Bi. Nhớ cái đầu tôi xa lại kìa. Không. Rồi. Rồi má. Chửi lộn được rồi. Cái cây nó có bao ni lông bọc sẵn đúng không? Đúng rồi, có. Anh có mưa anh lấy đi ở trời ơi, xin ngọt ngào trời ơi. Trời có mưa, có lại trời mưa. Trong khi trời lại anh ăn bún không? Anh làm bún cho anh ăn. Trời ơi. Chị ta làm má anh Vy. Không má, chị không má. Này có đường để tôi cậy. Bây giờ tụi bay lớn rồi mà để cho ba mình cô đặt về sao? Có người bà có người bổ quỷ con đòi mất mẹ. Đó Bibi có chăm sóc được ba như Bibi gì sao không? Cái gì? Bibi nói vậy ba Bibi gì? Thì kia Bibi không có hạp nha. Nó để đàn cái nói. Cái gì ơi mày? Mày tưởng tao xấu à ơi. Nó nói rồi. Anh em đẹp mà. Ôi sưng ghẹo quá ghẹo rồi anh ơi. Ở thường sưng ít vậy lắm nha, bữa nay sưng đựng là tới con chuyện. Đúng đối tượng đó. Rồi mai qua phụ gì sưng bán nước sáng mở quàng đi rồi qua đây uống nước chùa. Con trai cái con gái của hôm nay sưng thích trai nha. À đúng rồi, VV gả ba VV cho gì sưng gả con trai rồi sưng cho VV lại bộ. Ủa muốn làm gia đình trai lắm nha, dở hoài. Có qua có lại thì sưng. Có lại muốn làm gia đình trai lắm á. Chừng quá trời nè. Còn một mình mốt bốn người đúng không VV? Mày tao nói cho mày nghe mở con trai tao có mua mày đâu nha. Nó hòa cũng ghê lắm đó nha. Gì ghê không hòa gì đâu. Chơi vui mát. Qua lát đi xuống về nhà một luôn. Mới ra thiếu lẩu nè. Bà bán phải không bé? Bà bán. Ôi công nhận ơi. Bibi thấy không? Hồi nãy giờ anh Cứu Nguyễn không có cười, cái thằng về cái cười liền. Mặt nở nụ cười liền. Thôi cái thằng với giờ Cứu Nguyễn là xưa rồi, giờ nói chuyện cao với ba Bibi. Đó với Dũng thấy sao với Dũng? Được, chuyện nào có bỏ hộ của con không? Không thành vấn đề, ta cho ba mình giả mày, ta không chờ. Trời anh, nó hổ nghe em rồi anh. Bibi cứng họng, Bibi cứng họng. Sáng nay VV hiện cái gì trời. Đó giờ anh Tướng Nguyễn đang múc cho Gia Hưng á anh Tướng Nguyễn. Đó là Gia Hưng cũng ra chơi nha, nói chung múc một phần trước cho
thịt cho gia Hưng nát, bỏ thêm 4 miếng nước vô. Còn mấy cái tiên người ta. À chị đó bé. Dạ con chào má. Dạ con chào má, con là vợ của anh Tài. Chúng con để yêu nhau và con đang có bầu. Để cái gì? Cái gì? Quái vật. Em có con thì em để con chứ quái vật gì trời. Em ba bi hiểm. Rồi bánh bông lan có ai mảo chưa? Chưa. Đó, bình luận chuyển lộn cho cố vô bữa nay ôm xô. Đã biết thằng ở Gia Lai mà biết ông đi rồi. Nghe nè, ông nội tôi không dám like cho bà đó, bà lên bà bình luận mà cứ nói này nói nọ nó kia hoài chi vậy má. Trời tôi ơi, vui rồi. Trời ơi, chơi với bà tôi lay cái với bà luôn. Chết tôi muốn không ai lên vòng lên qua tôi chết luôn. Anh Tấn Nguyễn. Bao đêm bao ngày mong nhớ hết đi. Em đã mong nhớ ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Để tình tan vỡ nay đành lỡ làm. Để tình chung thuê nay đành lỡ làm. Vô ngồi nè chứ anh. Đời em là bóng, em yêu chàng mà chàng còn bóng. Bóng xa cho thân này, đành phải chia tay từ đây. Đời em con gái, nước mắt em rất bên bồng. Người nói yêu hoài, yêu chí em thôi. Bóng xa cho thân này, đành phải chia tay từ đây. Mới nghe nè, tôi với bà Phú đang ăn cái hai công an cũng lợi ăn má. Gặp công an mặc áo cơ quan màu xanh đặt chỗ này kia. Hiểu dạ thấy thương, dạ mỏi miệng luôn. Dạ mỏi miệng luôn. Bữa hổm nè, quýnh lộn nhiều hơn. Tới nha cả nhà, đây là cherry của anh Vinh Đình bán nha cả nhà. Đó, anh Thịnh mua ủng hộ anh Vinh Đình, mời mọi người ăn nha. Cảm ơn chị Suka tặng em phùng nho, chị Suka, cảm ơn chị nhiều nha. Đó, chị Suka tặng anh dậu phùng nho nha, chị Suka. Với đây có một bịch nho luôn, nho luôn nha. Trời ơi, hấp dẫn quá cả nhà. Trái nào trái đó to đùng đùng luôn. Đó, giờ anh Thịnh mời cả nhóm ăn nha. Cảm ơn anh Thịnh nhiều nha. Hay tôi làm dương niệm qua hậu má. Trời ơi, chứ Dũng à. Em đâu qua hậu mọi người ơi. Em đậu đi qua. Em đám tan gì trời. Ông thường ơi, xưa ba mẹ kêu đừng có đem mấy gì vô đây. Coi cửa nó đấm tan không à. Hồi thời phong kiến má ơi. Giờ thời 4 thì ba mẹ nói sao thì mình nói lại cho chứ Dũng nghe gì thôi. Cái bộ mình ba mình không có mình mà ba mẹ mà biết à, ba mẹ không biết à. Ừ, gì cứ nói lại chứ Dũng xưa làm phản ứng kiểu gì. Không phải thì thôi cứ đâu. Ờ, nó dễ sợ. Đó, nhò. Ủa, chơi đi. Chơi đi ngọt nè. Chơi mà tí máu đó. Tay ngọt nè. Ừ, chơi đi. Để hai muộn rồi vậy chứ trước từng dục hết. Cảm nhận đi con. Gì mày nhăn mặt như vậy? Cái chua đâu? Nó giỡn nó chóng kì lúc đó thôi. Ừ, dạ không, tại em lặng miệng á. Nói chung mà đâu có bệnh nhiều. Cái hậu nó ngọt nhưng mà cái vô nó chua. Cái hậu nó ngọt thiệt. Nhưng mà cái mới vô nó bị làm mình chua. Cái đợt chấm bốn ăn con. Anh vừa